Bóng đá hôm nay ngày 27 tháng 10, Messi khen Ronaldo giỏi nhất, mua chốt mua sang cho giá 100 triệu bảng. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá bán kết cúp quốc gia Việt Nam. 19:00 ngày 27 tháng 10, Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tư vấn. Vào Roi TV chúc, TFH, Noi, VS, Ho, Chi, Minh, Kitty, LAVRKE192, HTML. On qua Việt Nam Live Channel The Thao TV. 17:00 ngày 27 tháng 10. Bình Dương với Quảng Nam, trung tâm tư vấn. BTV. ORG Việt Nam Video, Chu Hinh, 18. HTML. On qua Việt Nam Live Channel The Thao TV. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Hà Lan vòng 11. 18:15 ngày 27 tháng 10. Heeren VN với Roninren. BDTV. Lu. Con Việt Nam xem. HTV. The. Thao. HD. 4009. HTML. Lu. Con Việt Nam xem. Chúc. TF. FC. HEREVN. VF. FC. Groningen. 89405. HTML. On con Việt Nam Live Trang Gia. TV. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ngoại hạng Anh vòng 10. 21:00 ngày 27 tháng 10, Newcastle với Goose, KPM. Lai Việt Nam xem, Chu Hinh KPM. 23:30 ngày 27 tháng 10, Arsenal với Crystal Palace, KNF. Lai Việt Nam xem, Chu Hinh KNF. 23:30 ngày 27 tháng 10, Liverpool với Tottenham, KPM. Lai Việt Nam xem, Chu Hinh KPM. 23:30 ngày 27 tháng 10, Norwich với Mu, KPC. Lai Việt Nam xem, Chu Hinh KPC. Xem bảng xếp hạng ngoại hạng Anh tại đây. WWW, Liverpool/Englandemir/League. Bất ngờ với lý do Ronaldo phải nghỉ trận lép. Đêm qua, Juventus đã để hòa lép ở vòng 9 Serie A, qua đó mất cơ hội kéo giãn khoảng cách với kình địch Inter Milan. Đội cũng để hòa ở vòng đấu này. Siêu sao số 1 của Juventus, Cristiano Ronaldo, không được đăng ký trong trận đấu vừa qua dù không gặp chấn thương. Sau trận đấu, huấn luyện viên Sarri đã tiết lộ lý do Ronaldo vắng mặt như sau. Tôi cho Ronaldo nghỉ vì cậu ấy cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi một cầu thủ mệt mỏi, tốt nhất là để anh ta nghỉ ngơi. Nếu tôi để Ronaldo ra sân thì điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới việc hồi phục của cậu ấy, Sarri giải thích. Đây là lý do khá bất ngờ bởi thể lực chưa bao giờ là vấn đề với Ronaldo. Nhiều chuyên gia đã nghi ngờ ngôi sao 34 tuổi này bắt đầu có dấu hiệu chậm lại vì tuổi tác. Messi ủng hộ công nghệ VAR. Với việc trận kinh điển Marseille, Real cuối tuần này bị hoãn, Lionel Messi đã có buổi trò chuyện với TIC Sport để chia sẻ về các vấn đề liên quan tới sự nghiệp của mình. Trong đó, anh có nói về công nghệ VAR và các thần tượng của mình. Về công nghệ VAR, Messi cho biết, tôi thích VAR nếu nó được sử dụng đúng cách. Điều tôi không thích là nó được đưa vào để xóa tan nghi ngờ, nhưng vẫn chưa làm được điều đó. Cuối cùng, các quyết định vẫn được xác định bởi trọng tài biên và trọng tài chính trong vòng cấm chứ không dựa trên những gì thực sự xảy ra trong quá trình di chuyển. VAR là một công nghệ hay nhưng chưa được sử dụng tốt. Khi được hỏi ai là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Messi nói thêm, Ronaldo Nazario là một hiện tượng. Trong tất cả các tiền đạo tôi từng thấy, anh ấy là người giỏi nhất. Anh ấy là một cầu thủ không thể tin nổi. Man City hết giá trên 100 triệu bảng. Theo tờ The Sun, Man City đang hy vọng có thể ngăn Bayern Munich tiếp cận Leicester bằng cách đưa ra mức giá yêu cầu 100 triệu bảng. Đương kim vô địch Bundesliga từ lâu đã để mắt tới Sen, trước cả khi anh bị chấn thương. Hiện tại, tiền vệ người Đức đang gặp vấn đề về dây chằng và sẽ không thể ra sân cho tới tháng 2. Tuy nhiên, Man City sợ rằng Bayern sẽ trở lại bàn đàm phán trong mùa hè năm sau và tin rằng việc đặt ra một cái giá lớn có thể ngăn cản hùng xám chiêu mộ ngôi sao của họ. Juventus chi 380 triệu euro mua Mbappe. Tờ Tuttocco đưa tin Juventus có ý định chi 380 triệu euro để đưa tiền đạo Kylian Mbappe về với sân Allianz.
Số tiền trên sẽ bao gồm phí chuyển nhượng cùng tiền lương cho sao trẻ người Pháp. Để giúp thỏa thuận trở nên thuận lợi, bà đầm già còn sẵn sàng để Paolo Dybala chuyển tới PSG theo hướng ngược lại. Lý do Juventus quyết định theo đuổi Mbappe vì họ muốn hiện thực hóa giấc mơ vô địch Champions League. Thời gian qua, đội bóng này đã mua Cristiano Ronaldo với giá 100 triệu euro từ Real nhưng vẫn chưa thể đạt được mục tiêu này. Với sự góp mặt của Mbappe, hàng công của Juventus sẽ cải thiện đáng kể. Trong khoảng thời gian khoác áo PSG, Mbappe đã ghi được 66 bàn sau 95 trận ra sân, một hiệu suất rất ấn tượng. Mua chốt mua gia dân sang cho 100 triệu bảng. Huấn luyện viên Solskjaer đang rất muốn cải thiện đội hình mua trong bối cảnh đội bóng của ông đang vật lộn ở Premier League. Gia dân sang cho là mục tiêu được nhắm đến. Anh là một trong những bản hợp đồng trẻ nóng nhất tại châu Âu hiện tại. Liverpool được cho cũng đang để mắt tới gia dân sang cho. Nhưng theo tờ Mirror, Mo đang thực hiện một thỏa thuận để đưa tiền đạo 19 tuổi này về sân Old Trafford. Trước đó, Mo đã chấm dứt sự quan tâm với Gareth Bale của Real sau khi xem qua tiểu sử chấn thương của ngôi sao này. Các nguồn tin cũng khẳng định phó chủ tịch Mo, Eder Gutwacht, sẵn sàng bỏ ra 100 triệu bảng để chốt hợp đồng với gia dân sang cho.